Desde Vietnam, hoy compartimos con todas vosotras la palabra. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin nhủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin nhủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phát dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy hình ảnh một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh mù có thể nói anh bị đoàn người cô lập bên vệ đường vì anh không thể nhìn thấy, không thể tự mình di chuyển, không thể làm việc. Nhưng may thay, anh mù này có thể nghe thấy. Bartimê là một người mù biết lắng nghe, luôn chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh mình và hiểu rằng nếu Chúa Giêsu đi ngang qua, một điều gì đó có thể thay đổi cuộc sống của chính anh. Thế rồi một ngày nọ, thời cơ đã đến với anh, sự chờ đợi của anh đã được toại nguyện. Anh mù hét lên với tất cả sức lực của mình: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Nhưng ai sẽ nghe thấy tiếng kêu của anh mù tội nghiệp đó giữa những lộn xộn và náo động của đám đông đây? Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới có thể nghe, lắng nghe, thấu hiểu, kêu gọi và đáp lại tiếng kêu đầy đau thương với một niềm tin sâu sắc ấy. Đúng vậy, Chúa Giêsu luôn luôn nghe chúng ta, nhưng chúng ta cần lên tiếng kêu gọi người và hét lên từ tận đáy lòng mình: Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Và đôi khi chúng ta cũng sẽ cần một ai đó nói với chúng ta rằng chính Chúa Giêsu đang đi ngang qua chúng ta. Can đảm lên, đứng dậy, người đang gọi bạn đó. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Thế giới truyền giáo. Chúng ta hãy cảm thấy mình được kêu gọi để dẫn những người khác đến với Chúa Giêsu, kể cho họ nghe về Ngài, để tất cả mọi người có thể biết lòng thương xót của Ngài, để mọi người cảm thấy Chúa thật gần gũi với cuộc sống của ta, để mọi người có thể nghe thấy những lời yêu thương và đầy lòng trắc ẩn. Còn bạn, bạn muốn Chúa Giêsu làm gì cho bạn để trở thành tôi tớ của người? Vì người không bao giờ bỏ lại bất cứ ai bên lề đường. Chính vì thế, chúng ta được kêu gọi để cảm nghiệm lòng thương xót, sự tha thứ và sự nhân hiền của Thiên Chúa trong cuộc sống, để chúng ta có thể trở thành những người đi theo và trở thành chứng nhân công bố tình yêu và lòng trung thành của Ngài.
mãi dài dầu mưa nắng đi ra trồng mong sớm ươm vào đất quê hương mình bao hạt giống trên nương đồng mong chờ ngày lúa nở bờ sẽ phủ màn bụi sương đón chào ngày gặt mới đây hạt giống sinh ba chục kia hạt giống sinh sau chục có hạt châu sinh một trăm nào ta đi chào mừng tình yêu để cuộc sống mãi xanh tươi để lòng tôi với muôn nơi tìm vui hạnh phúc giữa đời hãy chào mừng tình yêu với những việc nhỏ bé cho người đói bát cơm đầy cho người khác ly nước tràn cho người